Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo cái đồng hồ đếm ngược trong phim Mulan 11 nhé. Thứ hai, cái này là tập 4. Trước đấy có hướng dẫn tạo hiệu ứng đồng hồ đếm ngược trong phim Mulan 9 này, phim Mulan 10 này, phim Mulan 11 này. Giờ đến cái phiên bản 11.6 này nó lại ra thêm cái hiệu ứng đồng hồ đếm ngược mà mình có thể tùy chỉnh được chữ này, rồi là màu sắc, rồi là vòng tròn các thứ ấy. Nó rất là hay, thành ra là thôi làm lại một cái để cho các bạn xem. Thì nếu như bạn nào mà xem được cái này ấy, thì cái này các bạn nên làm theo cái video này nhé. Không cần phải làm theo mấy cái bước lằng ngoằng như là những cái video trước nữa. Ở đây là trong Filmora của mình nhé. Ok, để tạo cái hiệu ứng này thì cũng tương đối dễ thôi. Nhưng mà chú ý là các bạn phải có bản Filmora 11.6 trở lên nhé. Từ 11.6 trở lên thì bạn sẽ có. Ví dụ ở đây của mình đang có một cái video ông một ông tập gym và một cái đồng hồ và một cái thanh gọi là thanh progress bar. Mình sẽ xóa hai cái này đi và giữ lại cái video tập gym nhé. Ví dụ, tại vì có thể là cái hiệu ứng này mấy ông dạy tập gym, dạy tập thể dục các thứ thì hay dùng. Thì để tạo cái đồng hồ đếm ngược ấy, hoặc là cái đồng hồ đếm bình thường thôi, thì bạn sẽ đi đến tab này nhé, gọi là tab effect nhé. Trong cái phần effect này, bạn tìm tiếp cho mình là cái chỗ timer. Ở trong timer này nó sẽ có rất là nhiều cái timer, tức là nhiều cái đồng hồ khác nhau. Trong đó có cả mấy cái nút kim cương màu hồng này, những cái mất tiền. Nếu bạn không muốn dùng những cái mất tiền ấy, bạn nhấn vào đây này. Nhấn vào cái view này các bạn chọn là free thôi nhé. Chọn free thôi. Trước tiên mình sẽ dùng cái mà có một cái đồng hồ, bạn có thể dùng cái hình tròn hoặc là hình vuông nhé. Ví dụ cái hình tròn này là đẹp này. Bạn có thể tải về nhé, kích đúp để bạn tải và bạn kích kép để bạn review nó ở đây. Đấy, review. Ok, dùng cái này mình sẽ kéo mình thả xuống đây. Đó, thả xuống timeline thì đầu tiên trước tiên việc đầu tiên là các bạn sẽ phải điều chỉnh cái kích thước của cái đồng hồ này bằng cách là kích đúp vào cái hiệu ứng, tức là kích đúp vào cái hiệu ứng đồng hồ ở trên timeline. Kích đúp vào. Sau bạn tìm tiếp cho mình cái phần general nhé. General ở đây bạn sẽ chỉnh cái scale này. Scale là kích thước và position là vị trí. Thì đầu tiên là bạn sẽ chỉnh cái kích thước này cho nó nhỏ lại đã. Đó, nhỏ hay to gì ấy, tùy mắt bạn nhé. Sau đó dùng cái trục XY để bạn di chuyển cái đồng hồ. Ví dụ mình có thể kéo nó lên cao cao một tí. Đặt lên đây. Trục X kéo nó đây. Ok, đấy, ở chỗ này tương đối là đẹp. Ngoài ra bạn sẽ chỉnh cái tốc độ này nhé, cái speed, tức là cái tốc độ của cái việc đếm ấy, thì là bạn nên chỉnh để một thôi. Một nó sẽ là 1/10, 100% ấy, hoặc là một lần ấy. Bạn đừng có để hai. Để hai, ví dụ bạn set đồng hồ cho là 10 giây thì nó chỉ đếm trong vòng 5 giây. Nói chung là cái này để một thôi. Đó, đấy là phần tốc độ. Thế còn ở dưới này là bạn sẽ có thêm cái phần cài đặt về giây, tức là về thời gian. Ở giây đi, ở đây thì nó sẽ cho bạn là 60 giây nhé, tối đa là 60 giây. Thì bạn có thể cài đặt cái này, ví dụ bạn muốn đếm là 10 giây hoặc 20 giây chẳng hạn. Ví dụ mình sẽ để cho nó đếm là 10 giây nhé. Thì bạn sẽ đặt ở đây, second là 10 giây. Ngoài ra ấy, thì có cái phần chữ, nếu như bạn muốn cho to nhỏ cái chữ ở trong ấy, to nhỏ cái chữ ở trong, bạn chỉnh cái phần text scale này. Đấy. Ok, đấy là về phần chữ và phần gọi là to nhỏ của cái hiệu ứng. Cuối cùng là bạn sẽ tùy chỉnh cái màu sắc của ba cái vòng này. Ok, kéo xuống dưới này nó sẽ có cái theme. Thứ nhất là phần màu chữ thì nếu như bạn không thích màu trắng này thì bạn có thể chuyển nó sang màu khác bằng cách là chọn vào đây nhé, chọn vào đây sau kích vào more. Đấy, kích vào more bạn có thể ví dụ bị chuyển nó sang cái màu xanh lá cây này chẳng hạn, kích vào ok. Thậm chí là bạn có thể chọn một cái màu bất kỳ ở trên cái cửa sổ làm việc của bạn hoặc trên máy tính của bạn nhé, bằng cái bút chọn màu này. Ví dụ mình muốn đổi màu chữ sang, mình không muốn cái màu xanh lá cây này nữa mà mình muốn cái màu xanh của Filmora này chẳng hạn này, ấn vào đây thì nó sẽ ra cái màu này. Đấy là cái bút chọn màu. Ring color là cái vòng tròn ở bên trong này nhé, có một cái vòng tròn ở bên trong màu xám xám này. Thực ra màu xám này trông hơi xấu, mình sẽ kích vào đây và mình sẽ đổi nó sang một cái màu nó nổi bật hơn. Đây, ok, màu xanh này đi. Kích vào đây, ok, đó có một cái màu đấy. Và ring color với lại process ring BG color ấy, là cái vòng màu trắng và một cái viền màu vàng này. Thì cái viền màu vàng này thì ok để nguyện được. Thế còn cái màu trắng này thì mình có thể đổi nó sang một cái màu khác để trông cho nó kiểu hấp dẫn hơn đấy, màu tím này chẳng hạn. Kích vào ok. Đó, thế là ra một cái gọi là cái đồng hồ rất là đẹp nhé, có thể play rồi. Về phần tối ưu tùy chỉnh là ok nhé, 20 giây đúng không. Ngoài ra còn cái bước cuối cùng là bạn phải đặt cái đồng hồ, tức là đặt cái duration là cái thời gian của cái đồng hồ đúng với khớp với lại cái số giây bạn bạn chỉnh ở trên timeline nhé. Ví dụ ở trên cái phần cài đặt ấy, ở đây của mình là đang là 5 giây ở trên timeline.
Tức là thời gian là 5 giây ở trên timeline, nhưng mà cái thời gian này này, ở trên này này mình đặt là 10 giây. Thì bây giờ mình sẽ phải đổi cái thời gian của cái hiệu ứng này ở trên timeline là đúng 10 giây nhé. Bạn kích chuột phải vào cái hiệu ứng. Ở đây mình nhấn OK đó. Kích chuột phải vào cái hiệu ứng ở trên timeline nhé. Đây, kích chuột phải vào đây. Sau đó bạn chọn tiếp là duration nhé. Các bạn đặt vào đây là 10 giây. Chỗ 05 này bạn đặt sẽ là, bạn đánh vào chỗ 05 này là 10 giây nhé. 10 này. À, rồi, OK. Rồi, như vậy là nó đã có cái hiệu ứng là 10 giây rồi. Và bây giờ nó sẽ đếm. 9, 8, 7, 6, 5 giây này. Còn đây là mili giây nhé. Đấy, 1, 0. OK, đấy, rất là đơn giản. Đấy là tạo hiệu ứng đồng hồ đếm ngược ở trong phim Moda 11. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn ấy. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.